Story tại Hà Nội. I'm extremely happy today to stand in front of you representing the Master Rise Property Management. We are committed to making every effort to deliver the apartment to the residents according to the highest quality standards. Mình cũng cảm thấy là rất là hồi hộp và rất là vui, bởi vì là thật ra thì đây cũng không phải là đây là căn hộ đầu tiên của mình ở dự án này đấy, và gia đình mình thì cũng rất là tin tưởng dự án và muốn trải nghiệm những cái dịch vụ 5 sao. Mình cũng hy vọng là tất cả các cư dân ở đây chúng ta đều có những cái trải nghiệm tốt nhất và tuyệt vời nhất khi đến với dự án. Từ trước đến nay là chị đã thích về Master Rise rồi, vì Master Rise là thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên là lần đầu tiên thì Master Rise ra Hà Nội thì chị thích ở Ocean Park, tại vì là có không gian rộng lớn hơn, có biển hơn, và chị cảm nhận rằng là đến đây thì Master Rise là điểm đến vô cùng tuyệt vời của các quý khách dân. Căn hộ thì một lát nữa thì chị sẽ nhận, nhưng mà chị đã được hai bạn chị nhận trước rồi thì bảo là tuyệt vời về cái cơ sở vật chất, tức là bên trong là nội thất rất là ok, và đặc biệt là chị vừa mới đi xung quanh không gian thì chị thấy là không gian xanh và có nhiều tiện ích. Thì chị hy vọng là mọi người về đây ở thì sẽ thích, và chị cũng sẽ thích ở đây. Con tôi cũng về nói chuyện với lại bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ, là cái nguyện vọng của chúng con là thấy cái cơ sở ở đây thì coi như là nó rất là tiện ích được về nhiều mặt. Tôi thấy là nhà đầu tư coi như là người ta cũng quan tâm đến coi như là về cái tiện ích, cái thứ nhất là về đường xá, cái thứ hai nữa là về coi như là trường trạm hoặc là tất cả về mọi vấn đề cái an sinh xã hội ở đây là nó rất đảm bảo và rất tốt. Tâm sự cái tâm tư của mình đó là hai con của cô cũng có duyên với bất động sản, giới thiệu đến cái dự án này thì con cô rất hài lòng. Nói chung là cũng mong chờ ngày này rất là lâu rồi, mua dự án 2 năm rồi và đến hôm nay mới được nhận bàn giao thì mình rất là vui, mình cảm thấy thực sự là vui. Đây cũng là bước ngoặt đầu tiên của cả hai vợ chồng, thực sự là rất là xúc động. Chất lượng bàn giao của bên chủ đầu tư Master Rise Home thì thực sự từ trước đến nay thì không cần phải bàn cãi, rất là cao cấp, rất là đẳng cấp. Và về cái vị trí thì dự án Master Rise Waterfront là vị trí đẹp nhất ở khu Ocean Park này rồi. Không chỉ là đáp ứng đủ đâu mà mình thấy cái chất lượng ấy nó còn vượt xa cả mong đợi. Dự án Master Rise là một trong những dự án bàn giao nội thất cao cấp nhất hiện tại, xịn sò nhất rồi. Mình rất là hài lòng.